Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quét thử xổ số Long An thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Kết quả quét thử xổ số Long An: giải 8 51, giải 7 151, giải 6 56 36, 76 70, 49 67. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn